hoạt động xổ số kiến thiết với mục tiêu bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng và kiến thiết các công trình phục vụ giáo dục, y tế, phúc lợi công cộng, an sinh xã hội, đồng thời cũng là điều kiện phương tiện mưu sinh của các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật. Giữ vững mục tiêu đó trong suốt chặng đường 40 năm từ buổi sơ khai là ban xổ số kiến thiết, đến nay đã trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh vượt bậc và có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương, doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngày đầu mới thành lập vào năm 1979, ban xổ số kiến thiết có 5 cán bộ công nhân viên và một đồng chí trưởng ty tài chính kiêm trưởng ban. Trong điều kiện hoạt động hết sức khó khăn, vật chất thiếu hụt, kinh phí ít ỏi, trụ sở chật hẹp, kiến thức và kinh nghiệm hoạt động xổ số kiến thiết những ngày đầu gần bằng không, mạng lưới đại lý nhỏ lẻ. Thế nhưng ban xổ số kiến thiết tỉnh đã tập trung đưa hoạt động xổ số kiến thiết vào guồng máy, sẵn sàng cho kỳ vé số sông bé đầu tiên được phát hành vào buổi quay số mở thưởng đầu tiên diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm 1980, nhằm ngày mùng 5 Tết Canh Thân. Từ đó, xổ số kiến thiết sông bé từng bước đi dần vào ổn định, nộp bổ sung ngân sách tăng dần, góp phần đáng kể cho ngân sách địa phương lúc bấy giờ. Đến ngày 7 tháng 11 năm 1987, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé đã quyết định đổi tên Ban xổ số kiến thiết tỉnh Sông Bé thành Công ty phát hành xổ số kiến thiết tỉnh Sông Bé. Xác định rõ phương thức hoạt động hạch toán kinh doanh theo mô hình quản lý là công ty quốc doanh có trụ sở đặt tại số 16, đường Nguyễn Thái Học, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé. Giai đoạn này cũng là giai đoạn thăng trầm nhất, sự cạnh tranh giữa các công ty xổ số kiến thiết trở nên gay gắt với những chính sách không đồng nhất. Nhưng công ty xổ số kiến thiết tỉnh Sông Bé không ngừng hoàn thiện nguồn lực, từ củng cố bộ máy tổ chức, phát huy nhiều ý tưởng mới, tạo đột phá lớn, cải tiến mẫu mã, mở rộng mạng lưới đại lý trong tỉnh ra các tỉnh bạn. Với những giải pháp hiệu quả ấy, liên tục từ năm 1989 đến năm 1996, công ty luôn đạt mức tăng trưởng cao và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tỉnh giao về doanh thu, lợi nhuận và số nộp ngân sách. Năm 1997, tỉnh được chia tách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho đổi tên công ty thành Công ty xổ số kiến thiết Sông Bé tỉnh Bình Dương. Đến năm 2000, xí nghiệp in Sông Bé sáp nhập vào Công ty xổ số kiến thiết Sông Bé tỉnh Bình Dương và đổi tên thành Công ty xổ số kiến thiết dịch vụ Bình Dương. Kinh doanh chuyển sang đa ngành nghề và di dời trụ sở vào số 1 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi. Đồng thời đầu tư xây dựng dự án tòa nhà trung tâm thương mại Bình Dương đưa vào hoạt động kinh doanh từ năm 2004. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, trong giai đoạn này, công ty đã mạnh dạn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và hiện nay chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001-2015 đã giúp kiểm soát quản lý tất cả các quy trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Trong lĩnh vực kinh doanh xổ số kiến thiết, để nâng cao tính hiện đại, khách quan, trung thực trong hoạt động xổ số kiến thiết, công ty đã mạnh dạn đầu tư hệ thống lồng cầu thổi hơi tự động theo công nghệ của Pháp và là một trong những đơn vị áp dụng công nghệ hiện đại vào việc quay số mở thưởng được truyền thanh trực tiếp, đã được người dân hưởng ứng cao. Hiệu quả mang lại thật sự nổi bật, doanh thu tiêu thụ đạt từ 1.000 tỷ đồng năm 2008, tăng lên đến hơn 2.000 tỷ đồng vào năm 2013. Tỷ lệ tiêu thụ đạt mức cao trong nhóm các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh in ấn, sau khi thực hiện sáp nhập, đổi mới hoàn toàn các thiết bị máy móc hiện đại, đa dạng các sản phẩm in ấn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, công ty đã đề ra nhiều giải pháp tái cơ cấu, kiện toàn doanh nghiệp. 1. Sắp xếp lại hoạt động trung tâm thương mại bằng hình thức chuyển đổi phương thức kinh doanh, chuyển sang cho thuê tài sản với một đối tác đã góp phần phát triển dịch vụ đô thị tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. 2. Kiện toàn mô hình tổ chức và điều lệ công ty với 5 phòng nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao công tác quản trị, điều hành thông qua các hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp, ứng dụng hóa đơn điện tử, tổ chức giao dịch một cửa, nhanh chóng, tiện lợi cho khách hàng. 3. Từ năm 2017, quán triệt mục tiêu của Nghị quyết số 12, khóa 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Công ty đã triển khai công tác cổ phần hóa đơn vị trực thuộc. Đến ngày 2 tháng 1 năm 2019, công ty cổ phần in tổng hợp Bình Dương chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là 90 tỷ đồng. Trong đó, công ty xổ số kiến thiết Bình Dương nắm giữ 79% vốn điều lệ. 4. Trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết, nhận thấy nhu cầu của thị trường ngày càng đa dạng các loại hình trò chơi có thưởng, công ty đã phát triển thêm loại hình xổ số tự chọn nhằm đáp ứng thị hiếu của người dân, phát triển thị phần cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh. Vé số tự chọn Bình Dương được chính thức phát hành ra thị trường vào ngày 7 tháng 2 năm 2018. 5. Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, tuyên truyền, mục tiêu của hoạt động kinh doanh, ít nước lợi nhà, cũng như đổi mới, cung cấp thêm nhiều tiện ích cho người chơi vé số, thông qua trang thông tin điện tử sosobinhduong.com.vn. 6. Kiện toàn lại hệ thống đại lý tiêu thụ vé số Bình Dương, thích ứng với thị trường, nâng cao vị thế của hệ thống đại lý, thực sự trở thành đối tác bình đẳng trong quan hệ kinh doanh. Một đại lý cấp 1 của công ty xổ số Bình Dương từ ngày đầu thành lập. Đại lý chúng tôi rất tự hào về nghề cha truyền con nối này. Trong quá trình kinh doanh, công ty xổ số kiến thiết Bình Dương luôn xem đại lý chúng tôi là một đối tác tin cậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với công ty, tạo công ăn việc làm cho những người cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt gánh nặng cho xã hội. Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với công ty và san sẻ ước mơ tới mọi người. Là một đại lý trong thời kỳ phát triển, chiến lược của tôi là chiến lược hệ thống bán lẻ. Vì thế tôi chú tâm vào vấn đề bán lẻ, lo cho bà con bán vé số dạo, cùng đồng hành với công ty cho những chính sách ưu đãi. Song song đó, tôi luôn quan tâm đội ngũ anh chị em công nhân viên cũng như bạn hàng bán vé số dạo để họ quyết tâm cùng đồng hành cho vé số Hùng Tú ngày càng phát triển hơn. Có được cái sự phát triển như ngày hôm nay là bản thân tôi là một đại lý cấp 1. Cái quan điểm của tôi là cầu nối giữa công ty và cái người bán lẻ. Cái lực lượng lao động của cái thị trường bán lẻ vé số rất là quan trọng. Tại vì cái mặt hàng vé số là cái mặt hàng là họ, cái người chơi họ không tìm đến để mua, mà phải có con người đem đến vui vẻ, mời chào, để mà họ có một cái thích thú, họ mới mua. Chính từ ở chỗ đó là cái lực lượng lao động là không thể thiếu trong cái thị trường vé số. Và bản thân tôi luôn luôn có những cái tham mưu lên với công ty là có những cái chế độ cũng như trực tiếp có những cái chăm sóc cho cái người bán lẻ. Và công ty Bình Dương là một cái đơn vị, nghĩa là theo tôi là có một cái quan điểm và cái nhận định đúng về cái tờ vé số nó đi như thế nào và cái người bán lẻ quan trọng như thế nào trong cái thị trường tiêu thụ vé số. Tính trong 5 năm 2014 đến 2018, công ty đã có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 10,6%, tổng nộp ngân sách đạt gần 5.500 tỷ đồng. Nguồn thu này hàng năm Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân bổ cho các huyện, thành phố, ban quản lý các dự án của tỉnh để xây dựng bệnh viện, trường học và các công trình phúc lợi khác với hơn 616 công trình, tổng số vốn được phân bổ là 4.950 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm công ty còn dành nhiều tỷ đồng để đóng góp cho cộng đồng, chăm lo cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học. Với
với quá trình xây dựng và phát triển 40 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương đã vinh dự được đón nhận nhiều hình thức khen thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng 2, Huân chương Lao động hạng 1, Huân chương Độc lập hạng 3 và Huân chương Độc lập hạng 2. Với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi thách thức, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, xổ số kiến thiết Bình Dương luôn bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước, xây dựng nội bộ đoàn kết, phát triển nguồn nhân lực vững mạnh, phát huy hơn nữa những thế mạnh, học hỏi, sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu và tiếp tục vươn cao. Với những kết quả mà công ty đã đạt được trong 40 năm qua, thì phương hướng sắp tới công ty chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và kiên định cái mục tiêu ít nước là nhà. Làm thế nào tạo những cái điều kiện là tốt nhất để cho cái kinh doanh nó có cái hiệu quả, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, rồi tạo điều kiện mưu sinh cho những người cơ nhỡ, hoàn cảnh khó khăn, cho có cái điều kiện để là mưu sinh tốt nhất. Về phía nội bộ chúng tôi thì cũng luôn luôn cải tiến và đổi mới cái mẫu mã sản phẩm, nâng cao cái chất lượng sản phẩm, rồi có thể cải tiến những máy móc thiết bị và nhất là những cái phương thức kinh doanh với các hệ thống đối tác là những người đại lý tiêu thụ vé số cho công ty. Luôn luôn nào cũng phải đổi mới, có những cái phương thức mới phù hợp với cái kinh tế thị trường và phù hợp với những cái điều kiện mới, để làm thế nào cho giữa cái công ty với hệ thống đối tác luôn luôn nào cũng là có một cái sự đồng hành chặt chẽ. Chặng đường 40 năm qua, vì mục tiêu ít nước lợi nhà, công ty xổ số kiến thiết Bình Dương luôn ghi nhớ và tri ân đến các cá nhân, tập thể nhân viên, lãnh đạo qua các thời kỳ đã không ngừng nỗ lực trong công cuộc kiến thiết xây dựng tỉnh Bình Dương ngày càng văn minh phồn thịnh để tiếp nối thành công trong giai đoạn tiếp theo. Xổ số kiến thiết Bình Dương, ít nước lợi nhà.